em thấy rất là vui khi mà nhận được những cuốn sách này á, tiếp thu những kiến thức mà mình có thể bồi dưỡng cho cái kiến thức của mình để mình tốt hơn trong con đường học tập. Nhận được những quyển sách này và đúc rút kinh nghiệm cho mình cũng là một điều thú vị ạ. Mày đã có những người đã và đang thành công, rút kinh nghiệm từ họ và để sau này có thể mong muốn được giống như họ. Thì rất ý nghĩa, nó giúp ích cho những học sinh lớp 12 như em có những hành trang vững chắc cho tương lai, sẵn sàng bước qua những khó khăn thử thách, đồng thời sẽ gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống hơn. 7 năm về trước, Trung Nguyên Legend có tổ chức một chương trình tại Đại học Tây Nguyên. Hồi đó tôi là sinh viên năm 2 của Đại học Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk. Thì có sự cố gắng, có sự học hỏi, có sự va chạm, có sự tìm hiểu và tìm tòi, đặc biệt là đọc sách nhiều hơn. Muốn cố gắng để được đạt được những gì mình ước mơ, mình ước mong, phải có suy nghĩ, phải có ý chí, phải có lập trường vững. Qua những hành trình rất là đặc biệt, Dung rất là mong muốn cùng với tất cả mọi người tạo cho tất cả các học sinh, sinh viên những nguồn cảm hứng về cuộc sống, về suy nghĩ, về mơ ước, về những khát vọng lớn lao trong cuộc đời của mình, để từ đó các bạn có thể khám phá ra những lĩnh vực mà các bạn đam mê và từ đó phát triển thành công trên bước đường mà các bạn đã chọn.